Chào các bạn, có bao giờ bạn muốn vườn cây nhà mình cho thật nhiều trái, năng suất cao chưa nhỉ? Hôm nay, mình sẽ bật mí một bí kíp cực hay cho các bạn. Phân bón vị lượng Hygro Combi, giải pháp vàng cho cây ra hoa, đấu trái. Vậy Hygro Combi là gì? Đây là một loại phân bón đặc biệt, chứa những dưỡng chất cần thiết, giúp cây ra hoa nhiều và đấu trái ngon lành. Không những thế, Hygro Combi còn giúp cây phát triển khỏe mạnh, xanh tốt, cho năng suất tối đa. Bây giờ, cùng khám phá xem Hygro Combi có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên, trong Hygro Combi có các vị lượng như bô, kem, đồng. Những chất này giúp hoa to, đẹp, trái nhiều và chất lượng. Nghĩa là bạn sẽ thu hoạch được nhiều hơn mà chất lượng trái cây cũng ngon hơn đấy. Chỉ sau vài tuần sử dụng Hygro Combi, bạn sẽ thấy vườn cây nhà mình thay đổi rõ rệt. Cây sẽ xanh tốt hơn, ra hoa đều và đậu trái nhiều hơn hẳn. Cách dùng Hygro Combi cũng siêu đơn giản. Bạn chỉ cần pha loãng với nước theo hướng dẫn trên bao bì và phun lên cây thôi. Nhớ là đeo găng tay và kính bảo hộ để đảm bảo an toàn nhé. Đừng bỏ lỡ cơ hội nâng cao năng suất vườn cây với Hygro Combi. Hãy dùng thử ngay và cảm nhận sự khác biệt. Mỗi thắc mắc, các bạn có thể truy cập trang web drplant.vn để tìm hiểu thêm thông tin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có một mùa vụ bội thu. Drplant.vn